và nhân viên của quan thuế đã tịch thu gói chim chết từ hành khách đi đến từ Trung Cộng. Các nhân viên quan thuế Hoa Kỳ cho hay họ đã bắt giữ được một gói chim chết trong hành lý của hành khách tại phi trường Washington Dulles. Đồng thời cho biết thêm rằng người này mới đi từ Trung Cộng đến Hoa Kỳ. Theo cơ quan quan thuế bảo vệ biên giới Hoa Kỳ viết tắt là CBP, thì hành khách này đến từ Bắc Kinh vào cuối tháng Giêng và đang trên đường đến một địa chỉ ở Prince George County, Maryland. Sự việc này diễn ra trước khi các viên chức Hoa Kỳ áp dụng các hạn chế đi lại vào đầu tháng 2 đối với hành khách đến từ Trung Cộng để hạn chế sự lây lan của coronavirus. Các viên nhân viên quan thuế tiến hành kiểm tra hành lý thì tìm thấy một con mèo, hình một con mèo và một con chó trong một cái gói mà người hành khách tuyên bố là thức ăn cho mèo, nhưng thay vào đó, các viên chức hải quan phát hiện ra hành lý thực sự này có chứa một đàn chim nhỏ có độ dài từ khoảng 2.5 đến 3.5 inch. Các nhân viên quan thuế lưu ý rằng chim từ trung cộng không thể được nhập cảnh vào Hoa Kỳ do mối đe dọa tiềm tàng rằng Chúng có thể mang thêm một dạng cúm gia cầm từng tàn phá các trang trại gia cầm Trung Cộng trong những năm gần đây. Vào ngày thứ Hai 10 tây tháng 2, chính quyền Trung Cộng báo cáo trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh cúm gia cầm H5N6 tại một trang trại gia cầm ở tỉnh Tư Xuyên, giết chết hàng trăm con chim. Nhiều ngày trước đó, thì loại cúm gia cầm tương tự đã được phát hiện tại Thiên Nga, à, tại Tân Cương. Thưa quý vị.